Nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cái này form thiên nhiên, đây một cốt cho mình bầu rất rinh nha. Cây này có mã số là 491, có tổng hình là 13 nha. Cây cao là 105, cây đang nằm bầu đất rinh là 28. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 500k bao ship nha. Đây, form chi tàn thiên nhiên. Đây, cây cầm lá rồi. À, xanh tươi luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Đây, nhà mình về lên cái chậu cho nó là ok luôn. Rồi mã số 491 giao lưu nhanh với nhà mình là 500k bao ship nha mình. Hải châu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây này 4 thân liền cốt nha mình. Liền cốt bộ rất riêng nha. Cây này có mã số là 492. Có hình lớn là 12 nha mình nha. Cây cao là 60. Cây đang nằm bộ đất green là 35 nha. Còn tổng hình là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 450k bao ship nha. 450 nha mình. Phôi hải châu lá nhỏ nha. Cây liền cốt nha mình. Liền cốt nha. Bộ đất green luôn. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ luôn nha. Hải châu. Rồi mã số 492. Giao lưu nhanh với nhà mình là 450 bao ship nha mình. Phôi hải châu lá nhỏ nha, form thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu lá nhỏ nha mình nha, form thiên nhiên. Cây này một cốt cho mình. Cây này bầu đất nha. Cây này có mã số là 493. Có số đo hoành gốc là 10 nha mình nha. Cây cao là 115. Cây đang nằm có bầu đất là 25 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 450k bao ship nha. Một phôi hải châu lá nhỏ tông cao nha mình. Một cốt nha mình nha. Phòng thiên nhiên nha. Mình xem tham khảo ủng hộ luôn. Rồi mã số 493. Giao lưu nhanh với nhà mình là 450k bao ship cho mình. Một phôi hải châu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha. Phong tàn thiên nhiên luôn. Cây này giống dĩ là em nói thành phẩm thiên nhiên tự tạo nha mình nha. Rồi. Cây này hai thân chung cốt nha. Hai thân chung cốt bầu đất riêng. Cây quá sung luôn. Cây đang đậu trái luôn nè. Cây này phôi mới về nhưng mà cầm lá rồi. Không có dấu hiệu gì đâu. Lọc con lên luôn nè. Cây này có mã số là 494 nha. Có cái hình này là 6. Cây cao là 75. Cây đang nằm cái bầu đất là 22 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 550 bao ship nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu nữa là ok luôn. Rồi xoay một vòng nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi, quá là ok luôn. Đây, trái này. Trái đậu nè. Đây, cây này hai thân chung cốt nha. Ngay chỗ đây thì lũa nha mình nha. Ngay cái thân này lũa nè. Lũa tự nhiên nha. Nhưng mà không thành vấn đề gì đâu. Liền cốt. Cây này quá là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi mã số 494. Giao lưu nhanh với nhà mình là 550k bao ship nha. 550 nha mình. Phong tàn thiên nhiên. Hai thân bay khá là đẹp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ phôi mới về nhà mình nha. Cây này về đã cầm lá rồi. Rất chi là tươi luôn. Cây này cụm liền cốt nha mình. Dạng chỉ xương riêng luôn nha. Form tự nhiên rồi. Cây này có mã số là 495. Có số đo tổng hình là 21 nha. Cao là 65. Cây đang nằm bầu đất rinh là 22. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 350k bao ship nha. Cái này về nhà mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Dạng tàn xương riêng luôn. Bầu đất riêng. Phòng quá là ok nha mình nha. Rồi mã số 495. Giao lưu nhanh với nhà mình là 350 nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.
Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu. Hôm nay tâm cao nha mình nha, dàn chi xương riêng. Cây này một thân nha mình. Cây này phôi mới về nhà mình nha. Đây, trái này. Đây, trái này. Cây này có mã số là 496, có tổng hoành là 8 nha. Cây cao là 112. Cây đang nằm cái bầu đất rinh là 20 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 450k bao ship nha mình. Một phôi hải châu tông cao nha. Cây này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Đây, bầu đất rinh nha mình. Đây, trái này vẫn đang đậu luôn nè. Quá là ok luôn. Rồi mình xem tham khảo ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 496, giao lưu nhanh với nhà mình là 450k bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây này một cốt cho mình, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 497. Có cái hoành gốc lớn nha mình nha là 10. Cao là 90, cây đang nằm bầu đất rinh là 25 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 450 bao ship nha mình nha, một phôi hải châu. Cái thằng nhỏ này cũng liền cốt nha mình nha, liền cốt luôn. Nó quyện theo nè. Cái này form thiên nhiên. Cái này phôi mới về nhà mình nha. Cây bầu đất riêng nhà mình yên tâm luôn. Mình xem tham khảo ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 497. Giao lưu nhanh với nhà mình là 450 bao ship nhà mình nha. Một phôi hải châu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu lá nhỏ. Cây này form tông cao nha mình nha. Thân co lắc luôn nha mình nha. Một cốt. Cái này bầu rất riêng nha mình. Cái này có mã số là 498 nha. Có cái hồn này 10. Cây cao là 1m6 nha. Cây đang nằm bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 850 bao ship nha mình nha. Một phôi hải châu form tông cao thân co lắc luôn. Đây, cây ăn đậu trái luôn nha mình. Đây, trái nè. Hải châu lá nhỏ nha mình nha. Form chi tàn thiên nhiên. Cái này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Rồi quay mặt sau nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, cây bầu đất riêng nhà mình yên tâm. Đây, quá là ok nha mình. Trái nè. Lên cái chậu nữa là ok nha. Thân co lát này. Cây bầu đất riêng nhà mình nha. Rồi mã số 498. Giao lưu nhanh với nhà mình là 850 bao ship nhà mình. Một phôi hải châu. Một cốt. Tông cao nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu. Cây này phôi mới về bầu đất rinh nhà mình nha. Cây một thân. Tông cao nha. Cây này có mã số là 499. Có cái hoành là 7 nha. Cao là 90. Cây đang nằm bầu đất rinh là 26. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 300k bao ship nha. Hải châu lá nhỏ nha mình. Đây, cây một thân nha. Một thân bầu đất riêng. Cây này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 499. Giao lưu nhanh với nhà mình là 300k bao ship nha mình. Hải châu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi hải châu nhà mình nha. Cây này một thân. Phong tông cao nha. Đèn chi xương riêng luôn. Cây này có mã số là 500. Có cái hoành là 6 nha. Cây cao là 95. Cây đang nằm bầu đất rinh là 20. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 350 bao ship nha mình. Hải châu lá nhỏ nha mình nha. Thân lắc. Cây đầu trái nè. Trái luôn nha. Cái này về mình lên cái chậu em nó nữa là ok luôn. Rồi mã số 500. Giao lưu nhanh với nhà mình là 350 bao ship nha mình. Hải châu lá nhỏ nha.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.